chúng ta review cái bài ví dụ này nhé. Công ty được tổ chức thành nhiều đơn vị với các thông tin bao gồm vậy. Cái thông tin này là thông tin của đơn vị đúng không? Phải đơn vị gồm có, nó là một thực thể rõ ràng bởi vì nó là tập hợp của nhiều. Đúng không? Công ty cần quản lý nhiều đơn vị. Và nó có thuộc tính cần lưu trữ quản lý, đó là tên đơn vị, số hiệu đơn vị. Để xem các nhóm công ty nào, đơn vị, số hiệu. Đó là công ty hả? Tên đơn vị, số hiệu đơn vị. Rồi có các bạn nhóm đó. Nhóm bên này có công ty là thực thể đúng không? Thì các nhóm các bạn công ty nó là thực thể không? Đấy, các bạn xem lại cái tờ làm của nhóm này. Có nhóm nào làm được như vậy là nhóm nó biết bán không? Có. Có hay có hả? Nếu có thì tại sao, nếu không thì tại sao? Nếu có thì nó là các hiệu giải, giống như đơn vị là nó có nhiều công ty này. Và công ty nó cần lưu những cái thông tin liên quan. Thì ở đây có nói là cái này là một cái công ty lớn gọi nhiều công ty không? Thì đó là đơn vị chung của công ty. Các bạn hình dung không? Đúng không? Tượng trưng để mình lưu trữ dữ liệu á, được chưa? Rồi xem mỗi đơn vị có nhiều văn phòng đại diện vậy, xem văn phòng đại diện tại những địa điểm khác nhau, đơn vị vậy có thể là nhóm bạn nhau, vì văn phòng đại diện này nó là một thuộc vào đơn vị chứ không phải là đơn vị của công ty đấy. Mỗi đơn vị có hiểu nhiều đúng không? Các bạn hiểu không? Nhóm không? Nhóm mình như đầy đủ không? Cái thông tin đang có đây đúng không? Trong này đâu có nói tổng công ty rồi cái gì đó, đại diện đó đúng không? Nó khác nói về đơn vị mà. Ok. Rồi vậy chúng ta sẽ có cái thực thể đầu tiên đó là không biết cái tình trạng này nhá. Là đơn vị đúng không? Vừa người ta ghi không có dấu á. Và dĩ nhiên mình ghi không có dấu thì như thế này sẽ có một cái table để mình diễn đạt. Ví dụ như này cô sẽ có cái phần diễn đạt là các bạn hiểu không? Bởi vì có khi là mình viết không dấu thì mình phải có một cái thêm một giống như một cái ở đây là cái summary rồi. Cái này như thế này mình nhận mình không sẽ không có dùng có dấu và đâu, bởi vì mình sẽ tham chiếu ở đây qua các cái dạng mô hình trung gian. Đây là nói về ERP mô hình quan hệ tiếp theo nữa để mà cài đặt cơ sở dữ liệu thì mình không dùng dấu, mình nhớ không? Cho nên là mình nên có cái này như thế này. Cho nên á, để đổ thời gian để mà mình check đâu cái này, có nghĩa là mình cứ nhìn ra cái nào là thực thể thì mình tương ứng mình check đâu một dòng ở dưới này luôn. Em hiểu không? Nhận dạng, check đâu, nhận dạng, check đâu. Tư tưởng như vậy, thuộc tính của nó thì sao? Mình cũng xét đâu như thế này ha. Ví dụ đơn vị nó sẽ có thuộc tính là gì nào? Các bạn nhớ cái hình này minh họa chúng ta lấy một ví dụ ở chương số 2 nữa. Đúng không? Số hiệu. Thank you.
các bạn hình dung không? Thì trang cứu người ta đọc cái tài liệu thiết kế của mình cũng rất là dễ hiểu, được không các bạn? Đúng không? Và tương tự như vậy cũng tính thì mình vô tỏ đi. Rồi số hiệu, tên đơn vị cũng có thể viết tắt như vậy ha. Mỗi đơn vị có thể nhiều, có nhiều văn phòng đại diện tại những địa điểm khác nhau, thì cái câu này mình có thể nghĩ tới là có thêm một cái entity, một cái thực thể nữa, chính là văn phòng đại diện. Bởi vì nó có nhiều văn phòng đại diện và nó có một tính là nhiều đúng không, vị trí khác nhau. Thấy chưa? Có nghĩa là một câu này nó cho mình hai cái gọi checklist đi, hai checklist để điều kiện đó của entity đúng không? Là nó phải cái bên table và nó phải có interview. Nó nói về một đơn vị, mỗi đơn vị có thể có nhiều văn phòng đại diện, là nó nói về thì văn phòng đại diện đó là bên table đúng không? Tại vì địa điểm khác nhau có nghĩa là có thuộc tính là địa điểm. Đúng không? Văn phòng đó tại địa điểm đó thì nó không thấy thông tin của nó thì mình có khả năng có thêm. Rồi văn phòng đại diện này ý chứ trong này mình thấy có một cái thuộc tính rõ ràng đúng không? Là địa điểm. Thì dưới này tiếp tục. Đầu tiên thì cô làm hơi tỉ mỉ chút rồi sau này các bạn tự làm nha. Rồi khi đó ý là tôi là một cái tên là văn phòng đại diện. Là thực thể văn phòng đại diện và tương tự là phải mô tả cái thuộc tính của nó đúng không? Cho thuộc tính là địa điểm. Thuộc tính rồi và bây giờ chúng ta thấy nó có mối quan hệ giữa văn phòng đại diện này và địa điểm đúng không? Có mối quan hệ là gì? Ở trong này nó có cái từ gì? Thì làm động từ ở đây đúng không? Có đúng không? Đúng không? Thì nhớ cái có quan hệ với hai thực thể là gì? Đúng rồi. Được chưa? Đúng không? Rồi, khi đã có mối liên hệ thì mới có tính xét liên gì các bạn? Đúng rồi, gây lên thi hai chỉ số này. Cái từ là thì nói là cái chỉ số của thực thể nó tham gia trong mối liên hệ này tối thiểu và tối đa. Tuần trước một bên không có, tuần trước nữa có không có. Thì trong mối liên hệ này nó rất rõ nha, mỗi đơn vị có nhiều văn phòng đại diện đúng không? Những cái mỗi văn phòng đại diện thì chỉ thuộc một đơn vị đúng không? Có thể một văn phòng đại diện mà thuộc nhiều đơn vị hay không? Nó không đúng không? Nhưng mà ý nói như vậy là không có đúng không? Vậy cái nhiều nó nằm ở đâu? Ví dụ cái mối quan hệ có này, ta là dùng quan hệ có nghĩa là một cái table của lương của công ty đúng không? Đúng không?
thì đây là một cái đơn đơn vị văn phòng đặc biệt trong mối liên quan này, thì một cái thông tin mà mối liên hệ có một cái văn phòng đại diện đó, một cái đơn vị, thì các bạn thông tin lưu trữ ở đây có khả năng là như thế này này. Văn phòng đại diện là 001 thuộc đơn vị A, cô lấy ví dụ nhé. Văn phòng đại diện 005 thuộc đơn vị A, đúng không? Nó không nên bị xuất hiện nhiều đơn vị mà. Vì đơn vị thì có nhiều phòng đại diện, văn phòng đại diện, cái này là của văn phòng đại diện. Cô lấy chỉ nói từng cái thông tin trong đây là đơn vị. Có nghĩa đơn vị này nó xuất hiện nhiều mà nó có thể đủ cái kê, đúng không? Nhưng văn phòng đại diện thì nó khác khác biệt, bởi vì mỗi đơn vị như vậy thì có thể không nhiều văn phòng đại diện. Các bạn biết cái này chưa? Thì cái đầu này thì tôi gọi là nhiều này. Phải nhiều không? Bản thân nó xuất hiện nhiều, nhiều lần thông tin phiên bản của nó tại mối liên hệ này, đúng không? Bên mà nói là cái ID của cái đơn vị đó. Mỗi đơn vị có nhiều văn phòng đại diện, và ở đây mình có thông tin cái quan hệ này là thông tin giữa hai bạn đang liên kết nhau được có ID của đơn vị và ID của văn phòng đại diện. Bởi vì đơn vị có nhiều văn phòng đại diện, cho nên những cái dòng thông tin đó thì cái đơn vị nó xuất hiện lặp lại. Còn đơn vị mà tôi không được văn phòng đại diện thì không, ở đây không có nói đến đó, cho nên là đó là không. Hiểu không? Quậy đâu đây là một, đâu đây là hết đâu, được chưa? Và bây giờ xét cái tính tối thiểu của nó này. Khi này sao một văn phòng đại diện mở ra những cái nó thuộc vào cái đơn vị nào đó, đúng không? Nó có thể là không không? Không có kiểu đó, cho nên nó phải là một. Có nghĩa là tối thiểu là một và tối đa cũng là một. Có hiểu không? Một đơn vị, xin lỗi, một văn phòng đại diện tồn tại thì nó phải thuộc một cái đơn vị nào đó, chứ không thể nó tồn tại nó không thuộc đơn vị nào. Có nghĩa tối đa, có nghĩa nó đều là một. Ok, đây là còn 5 năm nữa. Được chưa? Rồi con, còn đơn vị thì sao? Có một đơn vị nào không tham gia vào mối liên hệ này không? Có nghĩa là đơn vị đó không có văn phòng đại diện. Mỗi đơn vị có thể có nhiều văn phòng đại diện tại những địa điểm khác nhau. Cảm giác thì là đơn vị là phải có văn phòng đại diện. Vậy tối thiểu nó là một, chứ tại sao là không? Có nhiều có nghĩa là ít là chắc chắn nó có rồi đó. Có nghĩa tối thiểu nó là một, là tối đa nó là nhiều. Các bạn công nhận không? Đúng cái đó, đúng không? Nhưng cái đầu đầu này là một. Bởi vì một phong đại diện nó phải thuộc, nó đã tồn tại trong mối liên hệ như thế, và trong hệ thống thì nó phải thuộc một cái đơn vị nào đó, chứ không thể là nó không thuộc cái nào, cho nên nó không thể là không. Được không? Cho nên ở đây đầu chỉ số 1 nó sẽ nằm ở đâu? Được rồi, và đây chính là min-max và cái tập đồng khe này là min-max trên Pascal mà. Thì từ cái chỉ số này mình biết mối quan hệ đơn vị với văn phòng đại diện là mối quan hệ gì. Tùy mình nói cái này một chút. Nếu mình nói có cái gì cái đơn vị là đại diện thì nó là quan hệ nhiều một. Mình nói là mối quan hệ giữa đại diện và đơn vị thì nó là một nhiều. Cái thằng là nói trước thì cái chỉ số max không nói được bao nhiêu. Cô nói lại nha. Chỉ số tại đầu đơn vị là 1 nhiều, tại đầu văn phòng đại diện là 1. Thì khi mình nói mối quan hệ có giữa đơn vị và văn phòng đại diện là mối quan hệ nhiều 1. Tương đương mình nói mối quan hệ có giữa văn phòng đại diện và đơn vị là 1 nhiều. Có nghĩa tùy thuộc vào mình nói cái thằng thực thể nào trước. Thì cái chỉ số maximum nó được nói trước. Ok. Một cách trình bày thôi. Phải có quy tắc thì ta mới hiểu, chứ ai mà nói nhồng nhào được, đúng không?
Các bạn nhớ chi tôi cần cho các bạn chưa chưa hiểu không cần nói lại không tim hiểu hỏi và các bạn làm sao được chưa hay cô nói lại một lần nữa nhỉ các bạn phải làm sao cô nói lại nhỉ yes or no ok cô nói lại nha bạn nào không công ty được tổ chức thành nhiều đơn vị với các thông tin bao gồm và thông tin bao gồm này là thông tin của đơn vị đúng không? Cái câu này tiếng Việt hoàn toàn mình đọc mình hiểu cái đó được chưa? Hai thông tin đó là đây. Và đây là cái gọi là cái một cái hiệu mà mình dùng để mô tả đó mà thực thể là hình vuông thuộc tính thì nó là chính là cái hình elip nhỉ? Và nó từ thực thể nào thì mình có một cái hình vuông đúng không? Được chưa? Thì tương tự chúng ta có tiếp theo anh. Mỗi đơn vị có thể có nhiều không hoặc là tại những địa điểm khác nhau thì cái này là hình thức nói nó không có rõ ràng như cái câu đầu tiên nhưng mà mình đọc rồi mình phân tích ra ha. Mỗi đơn vị có văn phòng đại diện có thể có nhiều văn phòng đại diện có nghĩa là văn phòng đại diện là một cái đối tượng gì đó cần nó là số nhiều đúng không? Và nó có cái thuộc tính rõ ràng là nó ở những địa điểm khác nhau. Được đồng ý không? Cho nên nó phải có hiểu một entity rồi. Nó cái checklist của mình để xác định một entity là sao? Nó phải là một cái số nhiều mà cần lưu trữ, một tập hợp. Đó, nó phải có thuộc tính nào đó. Được không? Thuộc tính là cái gì? Cái đại diện để lưu trữ thông tin cho cái tập hợp đó. Đúng không? Ví dụ thông tin về nhân sự là con người, nhân viên chẳng hạn thì mình cần lưu về thì họ tên ngày tháng năm sinh này họ tên kia đó là cái gọi chất thuộc tính được chưa nó gọi là mình còn gọi là thông tin của các đối tượng đó ha thì chúng ta có tương tự có văn phòng đại diện đó thuộc tính này rồi và mỗi đơn vị có thể có và cái có này là thể hiện mối liên hệ giữa hai thực thể này mình vừa mới tìm ra và bây giờ chúng ta xét tại mối liên hệ này thì sẽ có tình huống là đơn vị A đúng không có văn phòng đại diện có lấy ví dụ mã số là 001 rồi cũng đơn vị A đó có một văn phòng đại diện có mã số là 005 đúng không bởi vì mỗi đơn vị như vậy cô lấy nghĩa đơn vị A đang ví dụ có nhiều văn phòng đại diện thì nó sẽ có nhiều cái dòng thông tin tại mối liên hệ có các bạn hiểu không để nó lưu lại đúng không thì mình cảm giác đây ở đây này thấy cái thằng A này lặp lại không trong mối liên hệ thằng A này lặp lại nhiều lần không thì tôi gọi là trong mối liên hệ thì thằng A này có khả năng là nhiều tham gia nhiều rồi câu tương tự đâu không của cô nói chuyện tự nhiên tôi chỉ cô biết chỉ cái này không phải cô chỉ cái kia đâu còn có thằng bạn thì đi sao một văn phòng đại diện mà được mà hình thành và xây dựng tại một địa điểm nào đó thì dĩ nhiên nó phải thuộc một đơn vị nào đó rồi đúng không thể là một cái văn phòng đại diện lơ lửng không thuộc về đâu đã có là phải tham gia mối liên hệ này luôn cho nên nó là tổ chứ nó không thể là tổ đúng không và nó cũng chỉ có một ở đây nó không nói cái nhiều hướng là một văn phòng đại diện có thể nhiều đơn vị không có mà nó chỉ nói thôi đơn vị có nhiều văn phòng là nhiều đúng không? Ok, thôi nói cho biết là nó chỉ có một rồi và khi chúng ta điều và chỉ số cardinality ở đây thì cái theo cái cặp này là cái số nằm trước tức là số tối thiểu khi tham gia trong cái thông tin của mối liên hệ này cái số nằm sau là cái số tối đa và khi theo thứ tự mình gọi bởi vì mình sẽ có cái chiều hướng mà ví dụ mối liên hệ giữa đơn vị và đại diện mối liên hệ giữa đại diện và đơn vị mình nói trước hàng ngày nào thì mình lấy cái chỉ số maximum chỉ số năm sau này mình đưa ra là mối liên hệ của nó ví dụ mối liên hệ có giữa văn phòng đại diện và đơn vị là mối liên hệ một nhiều được chưa nó cũng tương đương là mối liên hệ có có nghĩa là tên là có mối liên hệ có tên là có đúng không giữa đơn vị và đại diện là mối quan hệ nhiều một ở đây là nhau thằng nào nói trước thì chỉ số maximum cái chỉ số nào sau sẽ được nói ra
thì có các loại như sau. Thì các tình huống mình suy ra nó có thể là không? Một, mỗi con này hiểu không? Đúng không? Một, không, một, nhiều. Và tương tự nó sẽ có là không, nhiều, đúng không? Cái nợ này là từ số 2. Số 2 là như vậy nợ. Thì mình muốn thì số 2 đó là nợ rồi, là số nhiều đó. Hai con họ đại diện. À, mỗi đơn vị phải có hai con tổng đại diện. Đúng rồi, vì cái đủ chỉ số là bao nhiêu mà lớn hơn 1 thì người ta cũng tương đó là n luôn, số 2 thì thành là n. Cái này quy ước người ta, bởi vì người ta chỉ quy ước được không một n, vậy nên vậy tới không một một không một 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 n một ba n rồi chỉ có nhiều n rồi. Vì chúng ta có là giống như không là không một mà lớn hơn mà n. Sẽ có tình huống như thế nào là một không? Một không có nghĩa là một không cái này á, là như cô nói là cái này là kéo theo sau khi nó có cái bộ của nó. Thì cô suy ra ví dụ cái bộ này mình suy ra đó là n1 hay là một đời gì cũng được, nhưng mà cái tình huống này anh hiểu không? Thì không n có nghĩa là cái tình huống cái đầu của thằng này là không không không. Còn đầu bên kia là cái gì đó n không biết, có thể là một n không n mình không biết, nhưng mà mỗi con nghĩa đó mình lấy hai cái máy sinh được không n. Nghĩa là khi mà không được đưa vào là cái tình huống sao mà không hiện khi tham gia không, không đòi hỏi đơn vị tham gia. Thì không có nghĩa là cái gì đó có tồn tại, có thể lo lượng nó cũng không cần thuộc về kiểu hình tham gia dự án. Thì nhân viên có thể là không tham gia dự án, nhân viên làm việc có công việc về đâu tham gia dự án. Thì tôi hiểu nó là không, trong có nghiên viên tham gia dự án, các bạn hiểu không? Còn bắt buộc nhân viên phải đã là nhân viên của công ty tham được dự tại hệ thống là nhân viên rồi thì bắt buộc phải tham gia một dự án nào đó, thì đó mình của nó là ổn, hiểu không? Có nghĩa là tùy vào cái hiện trạng mình khảo sát và thông tin mình thu thập được, bởi vì nó sẽ có một ràng buộc, có nghĩa là thêm một cái app, một cái nội dung app, một cái record, một cái dòng dữ liệu về thông tin mạng gì thì phải gắn ngay một cái đó list, một cái list trả xuống đó phải gắn nó bắt buộc vào cái một đơn vị nào, bởi vì nó đạt được con số một. Còn nếu là không có cái app vào thoải mái có không tự check điều gì vậy, các bạn hiểu không? Trong hệ thống không, thì đây là tùy vào cái tính của mô tả cho mình hiểu. Ví dụ cái trường hợp này á, là mình chỉ biết được qua cái trang giấy rồi thôi, nhưng mình không biết là cái này mô tả của công ty ABC nào hết, đúng không? Nếu biết thì giả sử mình có biết ra, mình vẽ ra một mô tả của mình rồi mình tới mình giải thích lại những cái mô giải thích này, người ta đồng ý ai đồng ý cái gì như vậy là đúng, hay là các cái như vậy còn thiếu sót người ta bổ sung thêm mình chỉnh sửa. Nhưng hiện tại bây giờ mình đã nói sao mình làm trên cái thông tin gói gọn chuyện này thôi nhé. Rồi bây giờ đi tiếp nha. Đơn vị được quản lý bởi một nhân viên được chức vụ, và các bạn hình dung quá trình mình xây dựng được quá trình mình biên hóa từ từ, chứ không phải là được vào cái là có thể xây xong cái thuộc tính cho đơn vị đâu, bởi vì nội dung nó tiếp tục bổ sung ha. Đơn vị được quản lý bởi một nhân viên được chức, vậy được quản lý bởi một nhân viên, vậy thì được quản lý này là nó là thuộc tính của đơn vị hay là nó có liên hệ với đơn vị? Đúng không? Được quản lý nhưng mà bởi vì mà nhân viên đó đâu phải một tập hợp của đơn vị, đúng không? Một tập hợp khác còn tập hợp đó là nhân viên, cho nên nó là từ quản lý nó trở thành thuộc tính giữa đơn vị và nhân viên, đồng ý không? Bởi vì cái tập hợp chỉ có nói một tập thể, bởi vì mình không thể đưa nhân viên vào chỗ cái đơn vị của mình, bởi vì nó đâu có thuộc tính chung,
đâu liệu cũng cho mình miền Tây lên số hiệu. Nhưng khi nó có một tính chung như vậy thì phải chọn một cái thực thể riêng. Đồng ý với nó không? Hiểu không? Okay. Và cái đường quản lý đó thì mối liên hệ kết nối giữa hai thực thể này được gọi là cái mô hệ. Được không? Tương tự ở đây cô bạn tiếp nha. Rồi câu hỏi cô tả các bạn biết mình tự cô tả tiếp nha. Rồi và nhân viên này người ta có nói nội dung như thông tin gì không? Rồi chưa có thông tin gì thì chúng ta cứ đi từ từ thôi, không có nói nó bộ gì hết. Bây giờ chúng ta thể hiện mối quan hệ với đơn vị và cái tên của nó là đường quản lý đúng không? Nghe không? Đâu có gì nữa, đường quản lý chứ em. Cái đâu phải lúc nào cũng có đâu. Câu này có cái chuyện khác là nhân viên này quản lý đơn vị mà. Thì vào đây trường hợp xuất hiện số không bởi vì cũng phải nhân viên nào cũng là quản lý đơn vị. Thì cái đầu miệng của nó là không. Nhưng một nhân viên thì chỉ quản lý một đơn vị thôi. Để xem người ta có nói không? Không. Không có. Nó bình thường là gần chỉ một. Nhưng mà nửa cái trường mình là một người là quản lý nhiều. Còn hai người vừa là thầy trường, vừa là hiệu trưởng, vừa quản phó hiệu trưởng, vừa là đang là phụ trách các công việc thông tin, rồi cũng vừa là chủ quan các bạn. Các bạn hiểu không? Thì đó có cảnh khác, nhưng mà đây thì đâu có thì mình hình dung là nó đơn thuần. À, thì đây thì các bạn thấy xuất hiện cái trường hợp của số không không? Bởi vì mối quan hệ quản lý, đường quản lý, đơn vị này đâu phải nhân viên nào được tham gia mối quan hệ này đâu. Có thể có nhân viên người ta, nhân viên bình thường. Công ty mà tất cả mọi người đều là quản lý thì làm gì có công ty nữa. Thế nhưng mà có nghĩa tham gia mối quan hệ này này là nói là như vậy, chứ cô cũng nói là trong phạm vi khác. Và tối đa không chỉ một thôi, một người thì chỉ quản lý tối đa là chỉ nếu có hay không quản lý mà thôi. Chứ không phải là quản lý nhiều, ở đây nó không nói nghĩa trường hợp có nghĩa là không định là một ha. Rồi còn phía đơn vị thì sao? Đơn vị chỉ có một thôi đúng không? Nhưng mà chỉ số tối thiểu của nó là có số không không? Không đúng không? Đơn vị chỉ phải có trưởng và trưởng chỉ có một người đúng không? Không có đánh hai đầu không? Khả năng có là có không ta? Nói đồng mình không? Được không? Các bạn hiểu tới đây không? Ok. Và có cái này, các bạn này. Nhân viên chủ chức vụ trưởng các bạn chưa biết quản nhân viên chủ chức vụ nào? Chủ chức vụ trưởng đơn vị. Rồi, hệ thống cũng yêu cầu phải duy trì thông tin về ngày quyết định bổ nhiệm cho từng chủ đơn vị. Vậy cái thông tin gọi là ngày quyết định bổ nhiệm cái nhân viên đó có tham gia vào trong này thì thuộc tính nó nằm ở đâu? Thuộc tính nào nhân viên được không? Không được không? Bởi vì đâu phải nhân viên nào cũng được làm trưởng đúng không? Mà nằm ở đơn vị được không? Cũng có thể. À. Nhưng mà lỡ khi một đơn vị nó có nhiều trưởng mà qua theo thời gian không lẽ là ghi thông tin trưởng này rồi sau đó xóa ghi đè lên nào rồi như thông tin bị mất, các bạn hiểu không? Và theo thời gian mà một đơn vị giống như khoa hay khoa cục mà khoa đặc biệt của các bạn cũng vậy, theo thời gian các người lãnh đạo thay đổi đúng không? Có nghĩa là nhân viên khác được bổ nhiệm theo thời gian đó, lý do mình không được lương theo thời gian thì phải việc lương cũng nghe chuẩn trực tiếp vào đơn vị cũng có ngày ký quyết định á, thành ra không ví dụ mỗi lần mỗi thêm như vậy thêm một thông tin hay sao thì mình biết bao giờ mới dừng và khi trao cũng tìm kiếm làm sao mà tìm từ mấy không mình nghĩ như nó không thể thuộc tính đây thì nó thuộc tính nằm ở đây ngày quyết định đúng không? Đây là thuộc tính. Thuộc tính thì là
Còn nhân viên cũng không thành lập cái vòng tròn luôn. Và nó là thủ tính tại mối quan hệ đó. Lúc nào mà bổ nhiệm một người lập trưởng đúng không? Đơn vị thì có những thủ tính là cái thời gian này đó bổ nhiệm và người đó là được không? Thì thủ tính, thủ tính có thể nằm đây, có thể nằm đây, có thể nằm không thể làm đây được. Nếu là đây thì tất cả nhân viên đều có thêm một nhiệm vụ là ngày bổ nhiệm, nhưng mà bản thân người đó có thể là bổ nhiệm nhiều lần ở nhiều đơn vị khác nhau lên trưởng, thì làm sao mà lưu giữ về thuộc tính và lưu hoạch thuộc tính chung cho tất cả không? Cho nên nó không thể nằm ở đây. Ơn nghĩa của bạn, một ơn nghĩa như vậy được lãnh đạo bởi nhân viên ABC theo thời gian của rất nhiều người đúng không các bạn? Đồng ý không? Nếu chúng ta chỉ luôn một môn vị trí thì sao? Những người thông tin sau thì đi đè lên nó cũng tụt, chẳng có thông tin gì hết. Cho nên không có luôn được ở đây mà chỉ luôn tại cái bản thông tin, nội dung thông tin của mối quan hệ mà thôi. Dung cô lấy ví dụ này nè, đơn vị A này hả, có văn phòng đại diện này, thì tương tự ở đây nhân viên X chẳng hạn, còn đây là đơn vị của A luôn, và phải có thông tin thêm về cái ngành. Rồi nhân đơn vị A này, đúng không? Ngành thì nhân viên qua nhân viên khác, đúng không? Thì lúc đó người ta mới lưu được thông tin theo thời gian thì đơn vị này là có bao nhiêu người lãnh đạo, và người ta thống kê được có thể xuống như thế này, có nhân viên B ở có chế độ đơn vị B một thời gian nào đó thì nhân viên X này cũng làm lãnh đạo, hiểu không? Thì người ta sẽ lưu được thông tin nếu có nghe rõ nhân viên này X đã từng làm lãnh đạo hoặc những thời điểm nào tại những đơn vị nào, hoặc là người ta thống kê là những đơn, ví dụ đơn vị A ai đã từng lãnh đạo đơn vị A theo thời gian, đúng không? Hả? Và khi đưa cái thủ tính này vào thì mình thấy sao? Khi đưa thủ tính vào đây thì mình thấy bên này không có, như mình nói là bởi vì nó có thủ tính rồi này, và khả năng nó biết cái này theo thời gian, đúng không? Thấy nhiều A xuất hiện hơn và X này cũng khả năng xuất hiện nhiều, đúng không? Bởi vì nó có thêm thủ tính này rồi. Thuộc tính này là cái để mà nó đeo thêm, nó thay đổi và cho lập lại, đồng ý không? Cho nên là chúng ta cũng là bên này nó nhiều nhiều đúng không ạ? Xuất hiện hai lần này, xuất hiện hai lần này. Và mối quan hệ này là mối quan hệ nờ nờ, tức là chiều nhiều, nói chiều nào nó cũng nờ nờ giống nhau hết, đúng không? Bởi vì theo thời gian khi có ngày ký kết ký thì có thể ngày này kia khả năng người này có thể là lãnh đạo nhiều đơn vị, và đơn vị cũng được lãnh đạo bởi nhiều theo cái thời gian ký kết nha, theo cái thuộc tính ngày bổ nhiệm nha, đúng không? Tại cái thời điểm tương ứng ký chỉ như tại giống như là mỗi người là chỉ dự kết hôn một lần, nhưng mà chỉ tại thời điểm, có nghĩa là mình tổng quát lại mình có thể kết hôn nhiều lần, nhưng tại một thời điểm thì chỉ kết hôn với một người thôi, bởi vì nó có ngày ký kết kìa. Nhưng mà người ta lưu kìa, người ta cần lưu cái thông tin ngày tháng theo thời gian, có nghĩa là người ta cần cái lịch sử như thế này nè. Chứ nếu chỉ biết hiện tại thì hệ thống này cũng không có giá trị các bạn nhé. Thông tin tiếp theo nó sẽ ghi đề, hiểu không? Mình phân, cô nãy giờ cô đi rất là sâu sắc phân tích từng bước theo mindset của mình á, build up đó. Khi mình đi đấy từ đầu đến cuối thế mình mới có final rồi, hiểu không? Bởi vì mô tả của người ta lúc này câu này lúc kia chọn vào câu kia, rồi nội dung thế này
Nội dung cái kia. Được chưa? Đó, tại sao số 1 mà lúc nãy phân tích rõ ràng là bây giờ cô chuyển lại số N đúng không? Bởi vì xuất hiện thêm cái thông tin ngày tháng nữa. Khi nó có ngày tháng rồi thì sao? Ở trong cái mối quan hệ của quản lý nó xuất hiện nhiều lần, cái đơn vị mà xuất hiện nhiều lần nhân viên luôn, đúng không? Thì có thể khả năng một lãnh đạo đơn vị này ngày tháng khác, thời gian các năm sau, tháng sau có lãnh đạo đơn vị khác. Rồi một đơn vị cũng vậy, phải có lãnh đạo chứ lẽ là đơn vị thì phải, bởi vì người ta nói kìa, cái ngày bổ nhiệm lãnh đạo của một đơn vị là nó từ cái đơn vị. Thì chính cái công ty ngày tháng xuất hiện đây là nó có nghĩa là nó khác luôn. Từ đâu, từ yêu cầu, từ cơ mô tả, thì thiết kế dữ liệu mình phải thay đổi như thế này. Nếu không có cái câu này, nếu không có thì không yêu cầu cái lưu lượng thì ok. Nào mai xếp hãy giờ của mình. Các bạn hình dung không? Nhưng mai xếp thì không đúng, giống như thực tế của tôi cần lưu trữ gì thì mình chỉ là một cái gọi là từ thiết kế để theo yêu cầu của người ta. Nếu mà không thiết kế theo kiểu này, không có liên hệ thuộc tính thì làm sao mà lưu được. Như anh nói, chỉ có tính thời điểm hiện tại không? Thì bổ sung thêm thì chỉ có đi đề. Không có số là không đi đề, không đi. Bởi vì cái record về đơn vị và nhân viên nó có sẵn rồi. Hiểu không? Ok, tới đây không? Mình đi tiếp. Được không? Rồi. Thì trong thứ hai là mỗi đơn vị điều hành nhiều dự án, xuất hiện nhiều dự án, thông tin dự án thì cái cách này dùng cái cách người ta giới thiệu về đơn vị vậy thì nó người ta cũng nói là dự án này là một số nhiều và dự án này có thông tin có nhiều dự án và dự án này nó có liên hệ với thực thể nào đã có rồi nhỉ? Dự án nó liên hệ với thực thể nào? Các bạn đúng rồi. Thì tương tự như vậy nhá, đơn vị lần này cô xóa tạm dưới này nhá, các bạn hiểu cái cách listen và ghi chú nha. Thì thường thường cái này mình sẽ ghi nó không có dấu, tiếng Việt có dấu mình viết tắt rồi không có dấu vân vân, thì dĩ nhiên với cái hệ thống đơn giản là gì mà mình đặt được, nhưng những hệ thống mà con ghi là không phải thuộc về cái hiểu biết của mình á thì con ghi cái này rồi mà bò ra mà người ta cũng quy tắc quy luật của người ta cũng không cho phép gì đó. Nếu không có dấu thì phải mô tả rõ ràng cái việc có dấu thực thể rồi. Rồi phải mô tả cái này còn thiếu cái mô tả về, ví dụ ở đây mô tả về mối quan hệ có ở đây thì cô cũng phải mô tả luôn. Dĩ nhiên có ở đây là mình không được ghi dấu sắc nha. Ví dụ người ta có thể ghi là has không? Các bạn hiểu không? Hoặc là tiếng Việt mình có từ dưới này mình giải thích đó là mối quan hệ có giữa cái này và giải thích luôn là chỉ số quan hệ tại đầu này như thế này. Dĩ nhiên có nhiều bên như vậy là xong, không cần phải giải thích tại sao là một, tại sao là nhiều á, chỉ cần viết ra thôi. Thì giờ cô xóa cái này nhá, để cô bổ sung cái dự án á, xóa cái dụ bên này luôn nhá, được không? Trong cái chữ cây này nó đi đây này. Nói cụ tính tên, số hiệu, điều tới đây được rồi đúng không? Rồi là mối liên hệ, là mối liên hệ gì với đơn vị đó bạn? Thì gọi là gì? Mỗi đơn vị điều hành nhiều điều hay
Hay là tiếng Anh là tiếng Spanish đó. Hay là gì đó thì tôi có dùng từ lòng mình vào. Và bây giờ xác chỉ số cardinality nào. Đâu nào? Đây là một nhiều mà dưới này. Mỗi đơn vị đều làm nhiều dự án, không đi dự án rồi. Thì một dự án này thì có điều hành đúng không? Trong mỗi điều hành này, đơn vị thì có nhiều dự án. Các bạn có ghi gì thêm không? Ok không? Rồi sau đó thì bây giờ mình hình dung cái ví dụ trong trong cái thông tin của điều hành này. Thì mình lấy ví dụ đơn vị là, các bạn có lấy ví dụ là A, đúng không? Dự án là 00 team 1 là project 1, đúng không? Ở đây có một đơn vị điều hành nhiều dự án thì cũng là đơn vị A này, là 00P200. Lấy ví dụ bởi vì cái số này nó có thể không theo order nhé, các bạn hiểu không? Đúng không? Vậy cái phía đơn vị này nó xuất hiện nhiều lần đúng không? Và bên này thì sao? Một dự án thì một đơn vị đã quản lý ở trong đầu cho đến kết thúc luôn chứ không có được đặt lên đường, không có đưa tay qua lại đúng không? Bạn này tôi nói rõ ràng luôn. Rồi đây là sẽ là một. Và bây giờ mình xét xuống không có là cái thông tin mình xem là một dự án nó có thể được tạo ra được nhập vào hệ thống nhưng mà nó không có thuộc chưa gán cho đơn vị nào quản lý hết thì ở đây nó có không nói gì hết thì mang tính không mình là bằng biết số không cũng được bằng biết số một cũng được thế là rồi đúng không số không một cũng được tụi mình nó không có đúng không còn đơn vị thì sao mỗi đơn vị điều hành nhiều dự án nó cũng không nói là khả năng có thể đơn vị đó là đơn vị hành chính sự kiện thì đơn vị kế toán này nọ về chuyên môn có thể đâu đơn vị nó không còn những cái dự án nào đấy không nên đi đúng không thì khả năng nó thành một có thể được không ông mình luôn các bạn biết không cái công ty nó đơn vị có thể được đơn vị bảo vệ bộ phận bảo vệ rồi bộ phận lắp công này nọ ví dụ vậy cũng là đơn vị cô lấy ví dụ nhá nhưng mà trong này nó không nói bắt buộc là phải điều hành thì đáp án có thể là cái viên của nó là không hoặc ồ nhưng mà cái đầu cuối của nó là rõ ràng cái này là tối đa là một cái này tối đa là n hiểu không còn cái đầu trước này là có thể là không cũng được cái này không cũng được nhưng mà nó đâu có quyết định được cái thằng đằng sau đó đồng ý không đồng. Cho nên giả sử các bạn biết các bạn nộp mà các bạn có bạn ghi là không n các bạn ghi là không một thì được tính điểm chung nhưng bạn ghi là một n với một một thôi bởi vì cái số đầu nó không có gọi là không có hiển thị trong phần mô tả thì các bạn cho nó là minimum là không cũng được một cũng được nó đâu ảnh hưởng cho cái cuộc nó là mối liên hệ vẫn là n một với một n giống nhau mà nó chỉ lấy cái số maximum thôi hiểu không? Ok. Vâng. Mỗi đơn vị có nhiều văn phòng đại diện. Đại diện, ok. Dưới này mỗi đơn vị điều hành nhiều dự án. À là ý nói là nếu xét về con từ trên kia có thể là số 0 đúng không? Còn dưới này thì bắt buộc là 1 đúng không? Mỗi đơn vị điều hành nhiều dự án. Thế đây đơn vị mình, cái phía đơn vị mình là nhiều mà. Phía trước này là nhiều luôn cũng được. Nhưng mà chung quy nó cũng lấy cái sao thôi. Hiểu không? Nhưng mà phía trước nhiều thì em lấy cái bởi vì người ta không có nói về văn phòng đại diện người ta nói là văn phòng đại diện chẳng qua là đại diện của đơn vị đó còn đơn vị đó quản lý dự án cái dưới hơn dự án cái đơn vị
cái đâu là cái dự án thì cái đó cái ông cha à, ý nói là sinh không này là anh đời nhiều nhiều mà có nghĩa là khi tham gia mối liên hệ này tối thiểu mình đang tính xét tối thiểu tối đa vì đội vì có một cái đơn vị có thể là nó không quản lý gì hết, không có dự án để nó quản lý, mình đang tính cái số minimum của nó là em cái số đầu luôn luôn là minimum, hiểu không? Hả? Còn tối đa là cái đầu anh đầu mình sao rồi? Bởi vì có thể một cái đơn vị, bởi vì cái này mình không có đơn công ty đó ở đây để mình hỏi gì không? Bởi vì đơn vị đó có thể là đơn vị về hành tránh sự nhiều đơn vị về ship này nọ đây kia về mọi thứ thủ tục đó người ta không trực tiếp giao dịch, người ta chỉ là bộ phận làm tại chỗ, bộ phận lập công đơn vị này nọ, hình như không? Thì mình đăng cái số đầu tiên mình đăng lên cái số minimum của đó, những cái trường hợp mà nó khai thi là nó ít là tồn tại, không tồn tại trong này. Nó còn cái sau thì miễn bàn đó là nó sẽ cho nên liên miên phía trước là luôn luôn là từ từ không một không một vậy đó. Đó là lý do cái min thường thường là 0, 1 ha, hầu như mọi hệ thống. Còn max thì 1, n mà đa số là n, bởi vì thực tế ngoài lưu trữ dữ liệu nó đòi hỏi nhiều thông tin đó, mà đa số là n. Mời tới đây được chưa, đi tiếp hả? Rồi công ty duy trì thông tin về nhân viên à, nhân viên đã có rồi, bây giờ chúng ta thấy họ tên mã số mức lương giới tính ngày sinh ngày ký hợp đồng làm việc với công ty. Rồi thì những thông tin này là thuộc tên các bạn tự vẽ lên nha. Cũng phải hỏi các bạn như vậy. Rồi mỗi nhân viên thuộc biên chế một đơn vị nhưng có thể tham gia nhiều dự án khác nhau rồi. Hai cái câu này đây xuất hiện. Hai mối liên hệ luôn nhân viên với đơn vị và nhân viên và dự án, đúng không? Đúng không? Nhân viên thì sao? Thuộc biên chế của đơn vị có nghĩa nhân viên của một bộ phận nào và nhân viên đó có thể là tùy nghi tham gia dự án ABC gì đó. Thì ở đây chúng ta vẽ tiếp mối liên hệ từ cái nhân viên này cũng là với đơn vị đó. Tên là gì? Thuộc biên chế đúng không? Rồi tự nhiên có cái thuộc tính này nọ thì các bạn tự theo cái nọ nha, cô nhào lên cái chỗ nha, chúng ta chịu cái thuộc tính này có liệt kê ra trên cả. Rồi thì mối liên hệ thuộc biên chế này thì các bạn đọc cho cô biết chỉ chỉ số. Số bao nhiêu? Một nhân viên bạn rồi thì chỉ thuộc một cái biên chế một đơn vị này, mỗi nhân viên thuộc biên chế một đơn vị đúng không? Dĩ nhiên mình phải mình hiểu là một đơn vị nó gọi là một tập hợp, một tổ chức, một phòng ban như sao? Có nhiều nhân viên đúng không? Phải cái đầu mà đơn vị là nhiều đầu hay là một đúng không? Đồng ý không? Đúng không? Cả một nhân viên thì là phải thuộc biên chế ai đó, thuộc một cái đơn vị nào đó, chứ không thể là thuê nhân viên vào mà không thuộc đơn vị nào hết, đúng không? Bởi vì người ta nói là nhân viên của biên chế. Còn đơn vị thì sao? Với nhiều nhân viên. Đúng không? Chứ phải là một nhân viên, ví dụ ở đó trong thể là không có ai. Rồi bây giờ mối quan hệ thì như vào đây các bạn thấy này, giữa nhân viên và đơn vị nó có hai mối liên hệ. Mối liên hệ là thuộc biên chế và mối hệ quản lý đúng không?
và hai mối liên hệ này nó khác biệt nhau, mình không thể phục chung, bởi vì theo thông thường là giữa hai thực thể không mối liên hệ thường thường nó sẽ có đơn giản là chỉ có một mối liên hệ thôi, nhưng trong trường hợp này chúng ta có hai mối liên hệ mà xem mình có ghép lục vào nhau là không được, bởi vì sao, mối mô hình như này nó không tính mối loại như thế này, nó không có thuộc tính và thuộc tính nó giống khác nhau và các chỉ số này nó khác nhau. Hiểu không? Chỉ số nó khác nhau, nó nói nhiều vấn đề khác khác nó hoàn toàn mà. Rồi nhân viên này mới đi kiểm cái dự án, để cô xóa cái chủ đề này đi, cô kết nối cái dự án nhé. Xóa này nhé. Cái này dùng cái từ gì đây? Tham gia đúng không? Rồi, và các chỉ số sao? Xin xem nhau cái mắt nhân viên đó rồi à. Có thể tham gia nhiều dự án đúng không? Tham gia nhiều dự án có nghĩa công ty nó đây có thể là tương tự dự án A, dự án B thì cũng là nhân viên một cũng là nhân viên một để tham gia như là dự án A và dự án B luôn ha. Rồi và dĩ nhiên người nếu là công ty một dự án thì sao thì có nhiều nhân viên tham gia đúng không, cho nên nó sẽ là nhiều đó các bạn. Bởi vì cũng là dự án này có nhân viên 100 nữa, đầu tiên 100 tham gia, bởi vì một dự án phải nhiều người tham gia chứ không thể dự án một người tham gia. Đúng không? Cho nên trường hợp này trường hợp hai cái maximum hai đầu là nhiều n n. Còn phía trước thì bây giờ mình tính là cái đầu sau là n, đó phía trước là cái gì ha? Chứ xong n thì ok chưa? Bây giờ mình xét trước nó 0 hay 1. Nó rõ ràng thì mình rõ ràng, còn không thì mình cứ cho là số 0. Rõ ràng 1 thì cho số 1, còn bình thường cứ cho số 0 đấy. Hiểu không? Thì bây giờ trường hợp mình có rõ ràng không? Có thể phải cái đầu này thằng này không? Đúng không? Có thể là nhân viên vào làm vị trí khác rồi không có tham gia dự án. Là chuyên môn của nhân viên đó là lĩnh vực A, mà những dự án công ty rồi đa số là lĩnh vực khác, nhân viên nó chưa có cơ hội tham gia, ví dụ vậy. Có không nhiều tình huống. Rồi còn ví dụ như dự án thì sao? Đó là dự án rồi thì phải có mối liên hệ này chứ không? Tối thiểu của nó cũng phải một ha, chứ có ai đâu. Dự án ban đầu là đang tìm người, cho nên các bạn thấy những dự án có khi người ta tuyển ngoài thêm, hiện tại có team leader rồi, bây giờ đi tuyển thêm nhân viên bên ngoài ha, yêu cầu kỹ thuật này nọ thế kia. Rồi tới đây các dự án disaster em có thể là sốt mọi người đó, công ty cũng theo dõi rồi nha. À, không có thêm một cái câu các dự án. Máy này nó mới, cô mới xài cho nên cô chưa có lục trình này để mà các dự án này không nhất thiết phải vô một đơn vị quản lý. Là cái câu này nó mới đi ngon đơn vị này. Mình đang nói về một nhân viên thuộc đơn vị biên chế đúng không? Nhưng có thể tham gia nhiều dự án, các dự án này không nhất thiết phải vô một đơn vị quản lý. Ok, hợp lý như ý mình nói này. Có thể là tham gia dự án A nhưng với A đâu được đơn vị khác quản lý, nhân viên này không có bị bắt buộc là phải khi là nhân viên rồi thì chỉ tham gia dự án mà do đơn vị mình quản lý hay không, thì nãy giờ mình làm một open rồi mình đâu có hẹp gì đâu, hiểu ý không? Còn nếu hẹp thì trong mối quan hệ tham gia này câu cái mối liên hệ của thằng đơn vị bao nữa, còn mối quan hệ tay ba. Nhưng mà nó nói rõ ràng là thì rất là thoáng đúng không? Thì cách hiểu nãy giờ của mình vậy mà. Đúng không? Nhân viên thuộc đơn vị A nhưng mà có thể làm nhiều thuộc đơn vị A và đơn vị A lại quản lý dự án là 01. Đúng không? Rồi nhưng mà nhân viên có thể làm dự án là 05, 06 chứ không phải là cứ bởi vì
đơn vị mình quản lý 01 cho nên mình chỉ làm 01 thôi. Thì nãy giờ mình đã over đến chỗ này nè, cho nên nó mới NN này. Còn nếu không theo cái kiểu mà theo ý ngược lại cái ý người ta trình bày thì trong cái này nó rất gắn chặt như nó dự án này, nhân viên tham gia thì không cần có mối liên hệ này nữa, nó sẽ theo cái này không rồi. Nhắn bên này là đủ rồi. Bởi vì phải cần biết là đơn vị nào có đi dự án nào thì nhân viên đó thì quy ra đây luôn rồi, không cần thêm cái này nữa. Nó đi từ đây là này, đơn vị quản lý dự án đó mà đơn vị có nhân viên nào tham gia, nó chỉ cần thêm thông tin ở giữa này thôi, chứ nó không có bắt được cái nhân viên và dự án. Được chưa? Ok không? Bởi vì tình huống mô tả đây rất là nhân viên rất là thoải mái tham gia dự án nào cũng được. Nó không cần quan tâm dự án này là thuộc quản lý đơn vị đó hay không, không cần quan tâm. Thì đúng với cái ý người ta nói đó. Đồng ý không? Rồi công ty cũng theo dõi thời gian tính bằng số giờ làm việc trong tuần tham gia dự án của một nhân viên. Rồi đây, theo dõi thời gian có nghĩa là tham gia dự án là làm bao nhiêu giờ, bởi vì nó tính theo cái lương á. Tham gia dự án B, dự án A đúng không? Tham gia dự án A khi mà tính công cho tham gia dự án đó làm 20 giờ, mỗi giờ bao nhiêu đó thì nhân ra là được tính lương. Ví dụ vậy thì người ta tính theo dõi chấm công này theo dự án thì cái thông tin này nó sẽ nằm ở đâu các bạn? Hả? Nằm ở nhân viên không? Không, bởi vì đâu phải nhân viên nào cũng tham gia. Đúng rồi, nó nằm ở thuộc tính này. Thuộc tính đó, cái này đặc biệt, cái này con ghi màu đỏ đó, thuộc tính này chúng ta ghi thì nhìn. Theo dõi thời gian, số giờ làm việc đúng không? Số giờ là mình dịch hiểu sao đây? Nhân viên này tham gia dự án và khi tham gia dự án này thì làm trong bao nhiêu giờ? Được chưa? Thì tương tự cái thuộc tính mà mình có cái này, nó chỉ xuất hiện ở đây không? Khi tham gia dự án mới có được tính luôn. Còn bình thường cũng đơn vị nào thì có được tính luôn này nọ riêng, mảng khác, hợp đồng làm việc mà tham gia dự án thì nó chỉ luôn ở đây, nó sẽ không thể luôn thông tin tại dự án, nó vô duyên, nó không có liên quan tới dự án mà nó thuộc về nhân viên này. Nhưng mà nhân viên mà tham gia thì mới có thông tin đó, chứ đâu phải nhân viên nào cũng có, đúng không? Cho nên thuộc tính này nó chỉ xuất hiện khi mà có mối liên hệ này xảy ra, đồng ý không? Cô chưa quen cái setup của máy này, setup standby của nó. Ngoài ra một nhân viên còn chịu sự giám sát của một nhân viên khác. Vậy là mối quan hệ giữa nhân viên với nhân viên đúng không? Cũng là trong tập hợp những nhân viên đó thôi. Thì ở đây mối quan hệ này đúng không? Giám sát này, monitor đúng không? Thì lên nó và thẩm xuống nó đúng không? Không có mũi tên, mũi tên. Chỉ được liền thôi. Nên là chính nó luôn. Và nó cũng có chỉ số đúng không? Các bạn xem chỉ số này chỉ cái này đâu rồi, nó hơi chóng mặt đó. Thì xếp hai đầu thôi. Giám sát. Một nhân viên đều có giám sát. Đúng không? Vậy là một. Hả? Một nhân viên đều có giám sát, nhưng mà chưa chắc mình đi giám sát người khác. Đúng không? Luôn luôn có người cao hơn mình, nhưng mà chưa chắc là mình luôn luôn là cao hơn một ai đó. Có thể là mình bình thường thôi. Bởi vì nó có hai đầu, thì cái đầu này á là một là vai trò là nhân viên bình thường, đã là nhân viên thì có giám sát mà chỉ có một giám sát thôi là một. Còn cái đầu bên kia ý nói người khi người giám sát á, thì người giám sát thì người đó sao? Không, ở đây thì sao?
Ngoài ra mỗi nhân viên giám sát, mỗi nhân viên các không có nè. Ờ, cũng có thể đó. Nó chỉ nói một cái hướng là có nghĩa là được và bị giám sát bởi một người. Thì cái người giám sát đó cũng là tập hợp đầy người tham gia, thì sẽ có cái khuynh hướng là cái người đó đã là một người giám sát rồi á, thì bắt đầu sản xuất không có thể là người ta không có giám sát ai hết. Và tối đa thì mình không biết nó có thể một, có thể nhiều đúng không? Một hoặc N, mình chưa rõ tình huống này. Như ý cô nói á, là giám sát một người thôi, nhưng mà thông thường á, thì là N đó. Giống như trưởng team á, hoặc là một cái supervisor gì đó. Các bạn hiểu không? Cô Tách cũng là người nhân viên đó, nhưng cô Tách ra hai cái vị thế. Vị thế là mình nhân viên, đúng không? Thì mình phải chịu giám sát. Và đã là nhân viên là chịu giám sát. Còn bất kỳ người giám sát thì sao? Nếu vai trò là giám sát thì đâu phải ai cũng có vai trò giám sát đâu. Cho nên là cô chỉ nó là không. Đồng ý không? Và tối đa của nó thì người đó có thể giám sát nhiều người. Thì N, hoặc là người đó chỉ giám sát một người, nhưng ở đây người ta không nói, nhưng mặc định bên ngoài là nó luôn nhiều đó. Thì muốn phát hiện thì mình sẽ thấy cái maximum của nó là 1 và N, maximum 2 rồi, hiểu không? Nó rối bởi vì hai cái đối tượng này nó cùng thuộc một tổ hợp, nhưng mà khi phân tích á, mình đặt tổ tách ra, nó được giám sát và người giám sát thì nó cũng ra cái số thôi à. Đồng ý không? Chứ nên giải đáp cái này nếu có thì có thể là một hoặc là một nhiều, bởi vì đề cô nói thì có thể có hai đáp án, bạn làm cái nào cũng được. Vì đề không nói là một người giám sát như vậy chỉ giám sát một hay là giám sát được nhiều người, nó không nói cái đó. Đúng không? Cho nên cái maximum đây có thể là một hoặc có thể là nhiều. Đồng ý không? Nhưng mà cô nghĩ là nhiều đó. Chứ ai mà nhân viên mà nhiều người có khả năng mà giám sát người khác mà chỉ giám sát một người, đúng không? Đúng không? Thường thì có thể là team leader, leader của một team, một đội gì đó thì mang giám sát các thành viên trong đó mà. Ok, nhưng mà người ta nói thì mình đáp án sao cũng được mà. Rồi. Cuối cùng phải rồi. Cuối cùng kia là công ty có chế độ bảo hiểm dành cho người thân của nhân viên. Người thân của nhân viên rồi. Thông tin về người thân bao gồm khi đọc câu đầu tiên thì mình cũng phân công mà người thân, nhưng mà dưới này có thông tin thì mình chắc chắn không nói được thể. Ok. Và người thân này dĩ nhiên người thân là mối quan hệ là của với nhân viên, đúng không? Người thân của nhân viên. Thì bây giờ chúng ta thêm thôi thôi làm cảm giác tiếp tục là nói của đúng không? Rồi các bạn đọc người thân này thì có các thông tin, các bạn tự bổ sung thêm ạ. Của thì các chỉ số ở sau đây dành cho người thân của nhân viên thì sao, mối quan hệ các đầu này như thế nào đây? Cô dùng một đỏ cho nó nổi bật. Tối đa là tôi hiểu người thân, một người thân thì sao? Không người thân. Không, đã là thân, đã là có lưu trữ trong hệ thống, tức là có được ghi nhận trong hệ thống thì phải thuộc về một nhân viên nào đó, đúng không? Phải của nhân viên, người thân nó phải của nhân viên nào đó, phải liên hệ, đúng không? Thì sao? Một chứ không thể là không, tối thiểu của nó, đúng không? Nhưng mà tối đa thì sao? Nhiều được không? Được, đúng không? Bởi vì sao? Khả năng là thể công ty anh chị em cũng là người đó, là cũng là cha là mẹ là chung, là hiểu không? Nhiều quá. Hoặc là vợ chồng cùng làm thì con cái thì là chung. Các bạn hiểu không? Đó. Rồi, còn nhân viên thì sao? Thì có nhiều người không?
Nhưng có thể nhân viên đúng là single và cũng là độc lập thì không có người thân. Đồng ý không? Còn muốn hỏi rõ ràng không thì mới hỏi người ta thôi. Còn cái phần phạm trù cái câu này nó chỉ như vậy. Cái gì mà có khả năng là sao? Lớn lẫn đúng không? Thì các bạn trả lời sao cũng được. Cái chỉ số 1 hay 001 bạn vẽ vào thì được chấp nhận. Hiểu không? Rồi hết rồi em. Chưa. Một số điều take note để cô nói cô, ví dụ cái trường hợp này nha. Phân tích có một số chỗ mình cần lưu ý là sao? À Liêm đúng không? Anh là Liêm đúng không? À Nghiêm à? Ơi Nghiêm cho cô đi mấy ảnh mà con anh chụp mà process để có cái trong video cô chèm vào mấy các bạn mới hiểu. Còn nãy giờ cô nói thì cô xóa, cô không có recall cái này được, em hiểu không? Cô chỉ recall được cái màn hình máy tính của cô à? Không biết nó có lâu không? Nãy giờ nó chạy không rồi? Có. Rồi, cô muốn nói một điều với các bạn nữa nè. Bây giờ mình làm chi tiết là bây giờ mình nhìn lại cái tổng thể của cái hệ thống này. Rồi. Thực tế còn cũng phải hơn ra em cái hệ thống này là siêu đơn giản lắm. Thực tế bên ngoài những hệ thống mà mình thấy người ta đang chạy á, nó rối, kinh khủng luôn, có nghĩa là nó giống như mặt nhện vậy đó. Rồi, nhìn vào đây có những tổng thể nào đây? Thuộc tính và thuộc tính nằm ở đó thì miệng bàn mối quan hệ. Và ngay giữa nhân viên và đơn vị mà các bạn thấy không, nó có hai mối liên hệ. Mặc dù giữa hai thực thể về lý tưởng, về lý thuyết là chỉ có mối liên hệ, hai thực thể thì có một mối liên hệ. Nhưng mà đây là trường hợp đặc biệt, nó có hai mối liên hệ. Bởi vì hai định nghĩa này nó khác nhau cho nên không có thể gộp chung nó được. Gộp chung nếu là nó giống nhau ở cái mẫu mô tả này và chung các cái chỉ số đầu cuối. Được không? Rồi nó có một cái điều lưu ý nữa là cái mối liên hệ nó có thuộc tính. Đúng không? Đáng chú ý, thực thể có thuộc tính là bình thường rồi, mối liên hệ nó có thuộc tính nữa. Được chưa? Rồi, có mối liên hệ bản thân nhân viên, người ta gọi là mối liên hệ đề quy chính nó. Được chưa? Rồi, có mối liên hệ có thuộc tính. Rồi, bình thường rồi. Nhưng mà có một cái đặc biệt đây này các bạn thấy cái chiều đi của ba chàng này đúng không? Dự án, đơn vị, nhân viên. Và các bạn thấy cảm giác nó tạo một cái circle các bạn không? Không? Dự án, nhân viên đi qua đơn vị và đơn vị qua thì đang tạo một cái sơ cổ cái vòng. Và khi mình thiết kế mình thấy xuất hiện cái vòng này á, thì dữ liệu thường thường trong các cái phần mềm mà mình vẽ ra cái này, người ta sẽ phát hiện người ta alert mình là đang có một circulation để mà check mình check lại nếu ok. Cái này là phải có và bắt buộc có, rõ ràng là không có phá cái vòng này. Còn bình thường thì người ta sẽ không có muốn có hiện tượng vòng, bởi vì cái vòng nó sẽ là một cái gọi là cái dấu hiệu để nhận thấy là dữ liệu mình lưu trữ bị dư thừa. Bởi vì sao? Cô lấy cái dụ là nhá, trường hợp này thì không, là bởi vì nó điều kiện nó khác nhau hoàn toàn đúng không? Bởi vì sao? Giả sử để tạo mối liên hệ giữa nhân viên và dự án thì có thể qua thẳng đơn vị trung gian là được rồi. Nhưng mà cái đề này nó nói nhân viên này có thể tham gia những dự án bất kỳ đúng không? Chứ đâu phải chỉ tham gia những dự án mà thuộc đơn vị của nó, cho nên bắt buộc phải có mối liên hệ này. Chứ nếu không có mối liên hệ này nó cũng đảm bảo là nhân viên của đơn vị nào mà đơn vị có dự án này kéo theo thì cũng suy ra rồi. Nhưng mà có một cái câu chốt bên kia này nhớ không? Nhân viên có thể là tùy nhiên tham gia dự án bất kỳ, mà nhân viên dự án đó không nhất thiết còn phải thuộc quản lý của đơn vị, có nghĩa nó trực tiếp quan hệ với dự án này luôn, nó pha rào luôn, nó vượt cấp luôn, thì như không? Ok, mình không xóa được cái này rồi. Mối liên hệ đơn vị với dự án thì bởi vì cái tính chất mình vừa nói đơn vị thì cần quản lý dự án và cái
cái dự án của đơn vị quản lý nó không có, liên quan gì đến những cái nhân viên cá nhân tham gia hết, cho nên không thể cắt mối quan hệ này dựa vào mối quan hệ bên mạng, có nghĩa là cần nhờ đi nhắn này rồi hay nhắn trực tiếp với giao tiếp, bên này phải trực tiếp, bên này thì phải trực tiếp thôi, không cần giao tiếp đâu. Mối quan hệ nhân viên với đơn vị thì nó phức tạp, nó có nên hai mối liên hệ luôn, đúng không? Không có phá vỡ được mối liên hệ nào, không có cắt giảm được hết. Các bạn hiểu không? Bởi vì khi mà review xong, toàn bộ có cái người review là mình thấy à, mình có thể tinh giảm được, được bỏ được một cái dây mối liên hệ giữa các thực thể nếu có. Bởi vì mình suy xét lẫn quẩn, nó loay hoay lẫn quẩn, nó cũng gì đâu, cái bài hát gì đâu, đi đâu lên quanh này cũng về bên đen hay lăn gì đó. Bởi vì nó không trực tiếp thì nó gián tiếp. Các bạn hiểu không? Ví dụ mối liên hệ giữa nhân viên với dự án này, nó có thể gián tiếp qua đơn vị, nhưng mà cái đề nói rồi, nhân viên này là tham gia bất kể dự án nào không phụ thuộc vào đơn vị của nó thì bắt buộc nó phải có cái đường nhắn riêng của nó không phụ thuộc nhắn bên kia nữa. Cho nên cái vòng này là cái vòng chấp nhận, bắt buộc phải cái vòng chứ không phá bỏ được. Nhớ mà chung không? Thì khi xem xét một cái gọi là một cái lược đồ, gọi là một thực thể mối quan hệ, là cái này là ERD, là có thực thể này, có mối liên hệ này, có thuộc tính này, có chỉ số này, đây là mô hình thực thể mối quan hệ. Và nó rất quan trọng, bởi vì từ cái mô hình này chuyển đổi sang mô hình quan hệ, và mô hình quan hệ đó là cái phần mà chúng ta thiết kế trên những cái phần mềm thì quản trị cơ sở dữ liệu Access, SQL Server v.v. Và khi mình, nếu mình có học Microsoft Access ấy, là mình vẽ vào, dựa vào cái liệu đồ đó, thì đây là cái gọi là cái nguồn gốc, gọi là cha đi, cái này là cái gốc, là cái cha, là tổ. Từ cái này mới có cái tiếp theo là lược đồ quan hệ. Thì mô hình lược đồ đó chúng ta nhìn vào nó, chúng ta mới thiết kế trong phần mềm. Trong phần mềm, dĩ nhiên phần mềm về cơ sở dữ liệu nha, hệ quản trị cơ sở dữ liệu thì chúng ta đã học lý thuyết đó, chúng ta mới thiết kế được, chứ đâu có tự dưng nhảy vào. Đâu có thể gì có chuyện ai giỏi nhảy vào để thay bộ đông em nghe sơ luôn không? Không, cái trong nhà này nó cái cơ đủ nội dung, rồi sau đó từ cái này qua trong nhà một cái mô hình quan hệ, và mô hình quan hệ đó mới mới đặt lên trên hệ thống. Bởi vì ở đây có xuất hiện mối quan hệ nhiều nhiều luôn, các bạn thấy được đó đúng không? Thì mối quan hệ nhiều nhiều không có, cái này không có thể hiện được trên phần mềm nào hết, nó chỉ khả dụng khi mình phân tích hiện trạng như thế này, cách mình làm, cái bước mình đang làm. Chứ cái này đưa vào trong phần mềm ai mình thiết kế được kiểu này, nó chỉ vẽ ra thôi, lược đồ như là đây là để vẽ ra thôi, để mình phân tích thôi. Các bạn hiểu không? Thì quản trị cơ sở dữ liệu nó không hỗ trợ cho mình thiết kế này bạn. Cái quan trọng trung gian mình chưa học tiếp theo của mình chuyên môn ấy, sẽ nói về nó. Không, có nhớ vậy. Một quan hệ thì tóm lại buổi sáng ngày hôm nay các bạn hiểu về cái ví dụ này không? Okay. Dĩ nhiên nó phức tạp, nhưng mà sự khởi đầu cái này là đơn giản nhất trong cái mớ phức tạp trình liên quan tới dữ liệu. Rồi các bạn thấy cái, các bạn tìm cái cơ sở dữ liệu, mô hình cơ sở dữ liệu của nó Queen này nọ, của các hệ quan trị cơ sở dữ liệu tương tự nó ra, nhưng Microsoft nó ra cơ sở dữ liệu sẵn nó Queen ấy. Thì cái biểu đồ mà mình chụp lấy internet là có là một cuộc quan hệ, là nó rõ ràng thay bộ thuộc tâm gì, nó giống như là người ta đã đăng cái output rồi, cái này là cái bước trước đó để người ta đăng cái kiểu đó. Các bạn hiểu không? Là người ta cái tìm thực thể, tìm thuộc tính, cái cách mày mò nãy giờ như mình làm, và bước này mà làm sai và thiếu sót thì bước tiếp theo nó cũng sẽ bị kéo theo, hiểu không? Cho nên rất là quan trọng nhé. Ốc rồi, các bạn nghỉ cho lao mệt luôn á. Ok.